Hello, xin chào tất cả anh em. Thì đó, bên đó là nhà mình. Thì đối diện cái con lộ, qua lộ là mấy sông. Thì ngoài đây là cũng là đất của mình luôn. Thì mình qua kia mình vớt cầu cào á, mình phát hiện ngoài đây có cái ổ cúc. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây nè. Nay đi cầu cào quá trời. À, đây mọi người đây, nhìn đây để ý rồi, đâu có phát hiện cái ổ gì đâu phải không? Đứng nhé. Đang ấp. Rồi mọi người. Đang ấp mọi người. Ba hả? Đó, chạy nè. Bay qua bên kia. Cúc nó cứ cúc trống á mọi người. Thường á là cúc trống nó ấp. Cúc mái đẻ, trống ấp. Đây. Ba trứng rồi, thôi đừng có dẹp dữ. À, được ba trứng rồi mọi người. Bây giờ đã chờ. Đây để đây ép ép mười mấy bữa nó nở ra, mình sẽ có một ổ cúc con tiếp. Hồi hôm trước á, là cũng có một ổ rồi, hiện nay cũng có một ổ nữa. Em quay lại mọi người coi. Quay gì không có sợ nó bò ổ nha. Cái này nó dạng á. Nè, nó lộ ngay cái hốc. Nè, lộ ngay cái hốc đất nè. Đất cỏ nè. Lộ ngay hốc làm ổ. Đâu ai biết đâu. Hổm thì cái bầy cúc ba con á, nó nằm bên cái xe lưu và nó có hai chiếc xe vàng vàng đó, nó nằm bên đó đó, có bầy ba con bên kia. Thì hôm nay nó qua bên đây đẻ nữa, mình không biết đó là của phải nó hay không, hay là cái ổ khác nữa thì không biết. Nhưng mà ở đây cúc của mình đây hơi nhiều. Nãy ra ngoài kia thăm ổ cúc thì nay vô ở phía sau nhà thăm ổ cu, phát hiện không biết cái con chó nhà mình nó thấy con gì dưới đây mà nó rào cái hang. Ê, hiểu không? Coi cái mặt nó nè, hiểu không? Đâu đâu đưa mặt lên coi coi. Mặt nó nè. Rồi, đi con. Đây phía sau chuồng AV nè mọi người. Phía sau này cũng nhà mình trồng mai. Đây, quay toàn cảnh ở sau đây. Ở phía sau này là xây tường. Tường này xây năm 2004. Năm 2004 xây xung quanh. Rồi đất này nè là mới. Ý da, không. Đất này là mới đổ đất lên.
đổ cao hơn mấy cái nhà xung quanh để đôn cái nền nhà mình lên. Thì hết toàn bộ cái ngôi đất này là bốn công mái, đôn đôn cao lên hết để quay mọi người xem. Đây có khu qua rừng nè, dây khu qua rừng, cái trái khu qua rừng nè, nó sần sần vậy nè. Đó, phía sau đó đó, cái chỗ ngoài kia có khú nhiều lắm, thẳng cái tay lên rảnh khú với chậu màu rồi là bày luôn á. Mà nay cũng ít rồi, đi dài nhiều quá. À, nó cao hơn ở ngoài nè mọi người. Mọi người nhìn là mọi người biết nè, đây xuống dưới là cũng 3 mét, xuống dưới đất đó là 3 mét đó. Mọi người cứ hiểu cái ngọn dừa non bên đây nè, ngọn dừa non và cái đọt mai bên đây nó bằng nhau đó. Thì đó có mấy con chim lét nó kêu kêu bên kia, chắc bên đó có ổ. Ừ, có ổ luôn hay gì đó. Nè, em quay cho mọi người xem cái ổ cua vàng. Cua vằn tự nhiên, mấy con vằn vằn bắt luôn mọi người, bắt coi mới mở mắt à. Con này chưa mở mắt, con bên đây mới mới mở mắt à, bên đây mới mở một một mắt bên đây à. Đã thì ổ cua vàng nó lấy mấy cái dây tơ hồng nè, nó quấn lại làm cái ổ. Đó, mấy cây mai xung quanh nè, chim nó hay đóng. Qua rừng đây quá trời luôn, ăn không hết. Mùa dịch dịch này ở nhà hái 3 cái rau này ăn không, khỏi đi mua. Lại đây em coi có ổ sâu lát hay không. Video của em kết thúc ở đây. Em cảm ơn tất cả anh em quan tâm theo dõi, ủng hộ em. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả anh em.